Skincare mãi nhưng lỗ chân lông không cải thiện, bạn có biết nguyên nhân vì sao không? Cùng tìm hiểu trong video hôm nay cùng Paula's Choice nhé! Đầu tiên hãy cùng Paula's Choice tìm hiểu về lỗ chân lông. Lỗ chân lông hay gọi là nang lông có nhiệm vụ bài tiết mồ hôi, chất bã nhờn, giúp cân bằng độ ẩm cho da. Lỗ chân lông to là tình trạng kích thước rộng hơn bình thường. Điều này khiến dầu tiết ra nhiều hơn, vi khuẩn, bụi bẩn cũng tích tụ nhiều hơn, từ đó làm tăng nguy cơ xuất hiện mụn ẩn, mụn viêm trên da. Với trường hợp này, bạn chỉ cần sử dụng BHA và Niacinamide. BHA sẽ giúp làm sạch lỗ chân lông, giảm tình trạng bít tắc. Trong khi đó, Niacinamide sẽ làm tốt vai trò của mình trong việc thu nhỏ lỗ chân lông. Một nguyên nhân khác khiến lỗ chân lông to hơn mà bạn không biết, đó chính là mụn ẩn. Thay đổi, rối loạn nội tiết tố hay vệ sinh da không đúng cách là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên mụn ẩn. Một số biểu hiện thường gặp của mụn ẩn đó là phát hiện mụn sần li ti dưới da, cảm giác hơi đau, khó chịu trên và xung quanh nốt. Nốt có dấu hiệu sưng, to ra, viêm, hơi đỏ. Mụn ẩn phát triển thành nhân trứng cá hoặc mụn viêm. Vì vậy, để giải quyết tình trạng này, hãy bổ sung BHA vào quy trình chăm sóc da của bạn. Hiệu quả đã được chứng minh, giảm mụn chỉ trong một tuần. Một nguyên nhân nữa cũng không thể bỏ qua đó chính là thiếu hụt độ đàn hồi do tác động từ tuổi tác, ánh nắng hoặc tác nhân từ môi trường. Khi da thiếu hụt độ đàn hồi, hàng rào bảo vệ trở nên suy yếu, khiến da mất nước và suy giảm collagen. Điều này khiến lớp mô dưới da teo lại, làm lỗ chân lông lún xuống và giãn rộng hơn bình thường. Với trường hợp này, hãy tạo thói quen sử dụng kem chống nắng phổ rộng SPF 30 và bổ sung thêm retinol cũng như peptide vào quy trình chăm sóc da hàng ngày bạn nhé. Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, hãy comment ngay để Paula Choi hỗ trợ và đừng quên like, share, subscribe Paula Choi Việt Nam để đón chờ những video chăm sóc da tiếp theo nhé.